3.11 của thầy. Người ta cũng làm hai thí nghiệm, nhưng hai thí nghiệm này đều là nước cả, nước dư. Thí nghiệm 2 cũng bằng nước dư. Thế thì kết quả thầy có như sau. Thí nghiệm thứ nhất là thầy có là nhôm là amon, nhôm là amon, còn natri là bmon. Thí nghiệm 1, natri là bmon, nhôm là amon. Khi cộng với nước dư thì thầy có là NaAlOH 4 lần. Khi hydro triệu thầy 5,736, 0,24 mol. Ok, 0,24 mol. Chắc chắn là thí nghiệm này nhôm dư. Lý do vì sao thầy chắc đánh như vậy? Bởi vì người ta dựa vào thí nghiệm 2 này. À thì thầy có là natri của thầy vẫn là, à ở đây ta đảo rồi, natri là amon cơ. Nhôm của thầy là bmon. Cộng với nước thì thầy có là gì? Ra NaAlOH 4 lần. Người ta cho sẵn NaOH dư luôn, số mol có sẵn rồi. Là 1,2 gram, 1,2 thì chia thầy 0,03. Ok. Thế thì thầy có là hydro, người ta cho các em ở đây hydro ở đây là bao nhiêu? À hydro ở đây cho vào nước tổng khối lượng nhôm trong hỗn hợp X và Y. À, hydro thì thầy chưa hề cho biết thông tin nào cả. Rồi như vậy thầy không khẳng định được. Ở thí nghiệm 1 là cho rắn không tan là nhôm rồi. Ok, đây chắc chắn đúng rồi, không phải chứng minh gì nữa. Ở thí nghiệm 2 vào nước dư, nó hát dư. Ok, xong rồi. Hydro của thầy ở đây chưa hề biết. Rồi, bây giờ thầy tìm ra A và B là xong. Thầy có phương trình đầu tiên bảo toàn E cho cái thí nghiệm 1. Thầy có natri hết A, A vậy thầy có sẽ là A nhân 1 cộng A nhân 3 vậy 4A bằng 0,24 nhân 2 bảo toàn E. Kết quả A sẽ bằng 0,48 chia 4, A bằng 0,12. Ok. Bây giờ tìm B. Natri là B, à B, xin lỗi đây là B. Đây là B. B bằng 0,12. Đây phải là B, nhầm mất. B, ok. Bây giờ thí nghiệm 2 là thầy đảo ngược lại đi, natri là amon, nhôm là bmon. Đấy. Thế thì thầy sẽ có thông tin về B rồi, B bằng 0,12 rồi. 0,12. B bằng 0,12 thì cái này bằng 0,12. Bảo toàn nhôm. 0,12 thì suy ra thầy có là bảo toàn natri sẽ 0,15. Natri bằng 0,15. Như vậy, suy ra bảo toàn nguyên tố, bảo toàn natri 0,303 cộng 0,12 ra natri A sẽ bằng 0,15. Rất là đơn giản đúng không ạ? Kết quả thầy tìm ra được giá trị của nó. Hỏi là tổng khối lượng nhôm trong hỗn hợp X và Y. M của thầy, M nhôm sẽ bằng 27 nhân với A cộng B bằng 27 nhân cho thầy với lại 0,12 cộng 0,15 bằng 0,12 cộng 0,15 nhân với lại 27, 7,29 gram. Như vậy các em sẽ có đáp án sẽ là C. Ok, bài toán này rất là